Đầu số năm mới, mình xin hướng dẫn chúng ta cách tạo intro của Ấn Độ MC bằng PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn logo và animation vào phần thêm chuyển động và dùng hiệu ứng zoom. Chúng ta mở bảng quản lý để thời gian chuyển động là 0,25 giây và cho chạy cùng với chuyển động của âm thanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm hiệu ứng lights cho logo để hướng chạy sang trái và kéo điểm đỏ sao cho logo cách xa với chữ. Chúng ta lại chỉnh chạy cùng với hiệu ứng trước để thời gian là 1 giây và độ trễ là 0,25 giây. Sau đó, chúng ta chọn chữ thêm hiệu ứng appear, chạy cùng với chuyển động trước với độ trễ là 1,25 giây. Bước kế tiếp, chúng ta chọn chữ dùng công cụ Animation Painter để copy hiệu ứng cho bánh răng rồi chỉnh độ trễ là 2 giây. Cuối cùng, chúng ta thêm hiệu ứng spin cho bánh răng, chỉnh chạy cùng hiệu ứng trước, rồi nhấn chuột phải vào hiệu ứng mở Effect Option và chỉnh số góc xoay là 30 độ. Và đây chính là thành quả của chúng ta. Cùng tham gia khóa PowerPoint vào tháng 3 tới của Niceline để sở hữu miễn phí Office 365 và bộ Tools của Niceline, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint nhé.